những cái quy luật cuộc sống gọi là quy luật vô thường. Vô thường thì có những cái quy luật sau: một là thành trụ hoại không đối với vật chất, đối với con người là sinh lão bệnh tử, đúng không ạ? Đối với đời sống thì gọi là nhân quả, và đối với vũ trụ là thiên nhân địa. Hạo Tâm có đặt câu hỏi là: em chào thầy, mong thầy cho em và các bạn biết được quy luật cuộc sống đi ạ. Quy luật cuộc sống. Thực ra thì quy luật cuộc sống thì đó chỉ có mấy cái quy luật căn bản thôi. Một là đối với vật chất thì có quy luật thành trụ hoại không. Bất cứ cái gì mà được hình thành, đầu tiên nó có giai đoạn hình thành, xong có giai đoạn nó trụ lại, nó trụ được, tức là nó tồn tại. Xong bắt đầu nó có giai đoạn gì ạ? Bị hỏng hóc, tức là hoại. Và đến giai đoạn mà gì ạ? Nó tan vỡ và không còn gì. Đấy là thành trụ hoại không. Xét về mặt hình tướng thì nó bị thành trụ hoại không. Ví dụ cái chai này chẳng hạn, đúng không? Cái chai này chẳng hạn, có khi cánh công nhân họ lọc nước rồi họ đóng chai, lúc ấy là đang là hình thành cái chai, đúng không? Bỏ bà lên vất vả, xong bắt đầu là đặt ở trên quầy hàng, nó gọi là giai đoạn trụ đấy. Xong gặp thầy, thầy bóc thế này là đang uống, dần dần nó hoại đấy, ví dụ này đang hoại, xong nó hết thì thành không. Không thì ném cái chai ra lò rác, xong bắt đầu nó xử lý rác lại không còn gì nữa. Như vậy nó có cái quy luật thành trụ hoại không? Quy luật đầu tiên nhé. Vì vậy khi bạn mua bất cứ một cái gì, bạn thấy nó hỏng là chuyện gì? Chuyện bình thường. Chuyện bình thường. Và nó hoại và nó không còn gì là do nhân duyên. Do nhân duyên. Ví dụ gặp thằng uống tục, nó uống một hơi hết. Đấy, thằng tức là cái chai nó gặp thằng vô duyên. Như tôi nó gọi là gặp thằng có duyên thì nó hoại từ từ. Cũng là cô vợ chẳng hạn, thì bản chất phụ nữ cũng thế thôi, cũng thành trụ hoại không, đúng không? Nhưng mà gặp ông chồng nào nó có duyên, nó dùng, nó khéo léo thì nó trụ được lâu, nếu không thì nó hoại nhanh, đúng không? Thành trụ hoại không. Đấy là đối với vật chất. Đối với con người thì là sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng bản chất nó cũng là thành trụ hoại không. Sinh, lão, bệnh, tử. Chẳng qua là đây là nam nữ gặp nhau thì nó hình thành nên thì gọi là sinh, thì gọi là giống như kiểu thành đấy. Xong rồi chúng ta tồn tại và trưởng thành thì nó gọi là gì ạ? Trụ đấy, sinh đấy, lão đấy, xong về già, xong rồi bệnh chứ là gì ạ? Hoại, rồi cuối cùng là không còn gì, tức là tử. Đấy, sinh lão bệnh tử, thành trụ hoại không. Đấy là hai cái quy luật của cuộc sống, hai quy luật là đối với vật chất và đối với con người. Vậy thì nói như vậy để chúng ta thấy là ứng dụng. Nếu vào một ngày đẹp trời mà mình già đi, mình nhăn nheo, mình yếu hơn, thì mình hiểu đấy là quy luật, có gì đâu mà đau buồn. Chứ không cẩn thận một số chị là năm nay 40 tuổi xong bắt đầu có một nếp nhăn, thế là soi gương tự nhiên thấy xuất hiện nếp nhăn, xong bắt đầu là buồn quá, khóc nức nở, không ngủ được vì thấy đồ này già xấu đi, bắt đầu xuất hiện nếp nhăn rồi. Thế sau một đêm là khóc nóc rồi là không ngủ được vì sợ mình già, thì hôm sau soi gương thấy hai nếp nhăn. Ồ, như vậy là họ không hiểu được quy luật thành trụ hoại không, sinh lão bệnh tử. Cái quy luật thứ ba của cuộc sống là nhân quả. Là nhân quả. Nhân quả. Tức là gieo nhân nào gặt quả đấy. Tôi mà nợ bạn thì ắt tôi phải trả bạn. Không bằng cách này thì bằng cách khác. Cho nên của biếu là của lo, của cho là của nợ mà. Đấy. Tức là họ cho mình về mặt nào đó thì bản chất là mình mượn thôi. Mình nhận của biếu là của lo, biếu mình thì phải có một cái nhiệm vụ gì đấy họ giao cho mình đấy. Cho nên là mà kể cả họ không giao thì mình vẫn phải trả, vì đấy là quy luật của nhân quả. Cho nên không có cách nào khác. Vì vậy những cái bọn nó buôn quan với buôn vua ấy, nó làm một cái việc rất là đơn giản, nó cứ Tết nó vác tiền đến nhà quan, nó đưa cho quan hỏi nó có việc gì không, bảo em chả có việc gì cả, em chỉ quý sếp mà em mua sếp thôi. Và nó mua liên tục như vậy trong vòng vài tháng thì bắt đầu có khi lại phải đề xuất chứ. Là chú xem công việc của chú có gì khó khăn, anh hỗ trợ được cái gì thì anh hỗ trợ. Còn phải đề xuất ngược lại chứ. Đúng không ạ? Cho nên là nhân quả và quy luật thành trụ hoại không và sinh lão bệnh tử là ba quy luật. Nhưng bản chất sinh lão bệnh tử và thành trụ hoại không thì trong đạo Phật gọi là quy luật vô thường.
hay là nhân quả cũng vậy, thì trong đạo Phật gọi chung bằng quy luật vô thường. Thế nào gọi là vô thường? Vô thường có nghĩa là cái gì thuộc về quy luật là mình không tác động được. Mình không tác động được. Tức là mình sinh lão bệnh tử thì mình có đi mổ xẻ, mình có uống thuốc nọ, uống thuốc kia, rồi bơm vú, bơm viết, rồi bơm mặt, bơm phêu phêu các loại, rồi cuối cùng nó vẫn phải tan. Đỡ làm sao được? Đó là quy luật rồi. Quy luật vô thường thì bạn không thể can thiệp được vào cái quy luật đấy. Đấy, thế thì như vậy là đấy là quy luật của người, của vật chất, của đời sống. Và thêm một cái quy luật nữa của vũ trụ là thiên nhân địa. Thì cái này áp dụng cho được mọi thứ trong doanh nghiệp. Thiên chính là cơ hội. Thiên chính là cơ hội, vì vậy chúng ta đọc là gì ạ? Thiên thời. Địa chính là nguồn lực, cho nên chúng ta gọi là địa lợi. Nhân là hòa, hòa khí. Tức là nhân là họ là gọi là hòa khí với nhau, nhưng cũng trung hòa giữa gì ạ? Giữa địa và thiên. Vì vậy con người chính là trung tâm, chính là trung tâm để điều tiết cái vũ trụ này. Chính là trung tâm. Vì vậy trung tâm này cũng có thể làm sai hỏng cái vũ trụ này đi, nhưng trung tâm này cũng có thể làm tốt cho cái vũ trụ này đây. Cho nên nó phụ thuộc rất nhiều vào cái việc con người sinh hoạt và tạo ra cái hệ sinh thái. Cho đến bây giờ cái bệnh tật mà COVID hay sẽ còn N dịch bệnh nữa là bởi vì hiện nay con người đang tràn ngập trái đất. Họ làm chủ hết toàn bộ hệ sinh thái và nó mất cân bằng thiên nhân địa. Tự nhân bây giờ nó mất cân bằng. Họ sống trên trái đất và họ tàn phá mọi hệ sinh thái. Các nhà máy chọc trời, cái tầng ozone bắt đầu xuất hiện rất là nhiều, hiệu ứng nhà kính, rồi hiện tượng trái đất nóng lên, băng tan, nước biển dâng. Hiện tượng là khi khí hậu thay đổi thì một loạt những cái con vi khuẩn nó sẽ bị biến dạng từ cái dạng A sang dạng B, và bắt đầu là những cái loại thuốc mà trước thì chúng ta không xử lý được nữa, và bắt đầu xuất hiện một loạt cái dịch bệnh, là lý do một loạt cái sự thay đổi của môi trường, thay đổi của nhiệt độ, thay đổi của mực nước, thay đổi của khí hậu, nó sẽ chuyển đổi. Cũng giống như mình là có khi là tâm tính của mình cũng thay đổi. Nếu như mà bây giờ thời tiết nó đang là 26 độ, đang mát mẻ và ngồi ở ngoài trời thoáng đãng và ít người, thì có khi mình rất là tâm tính của mình rất là tuyệt vời, rất là vui vẻ. Nhưng bây giờ bạn cứ tưởng tượng là bây giờ thì thời tiết nó 37 độ mà xung quanh chúng ta toàn người là người thôi, thì có khi con nó hỏi một câu đã cáu rồi, thì không có cái loại vaccine nào chống được cái cơn cáu đấy. Tôi lấy ví dụ như vậy. Thì họ cũng bị biến đổi trạng thái, thì virus nó cũng tương tự như vậy thôi, và bắt đầu nó xuất hiện những cái loại bệnh dịch mà chúng ta phải chống đỡ. Rồi hiện tượng như các bạn thấy, hiện tượng châu chấu của châu Phi nó bắt đầu nó cũng tràn về, có xu hướng tràn về Trung Quốc chẳng hạn. Thì rõ ràng trước đây làm gì có cái chuyện châu chấu châu Phi mà nó tràn vào châu Á. Thì đến bây giờ là nó xuất hiện như vậy rồi, là do một loạt những cái biến đổi khí hậu. Thì đấy là quy luật của thiên nhân địa, là do con người nói chung là nuôi một đống động vật, thực vật, các thứ, rồi trên rừng, cái môi trường sinh thái trên rừng là các bố lôi hết ra thịt, xong các bố lại mang về nhà, các bố nuôi xong rồi bố lại thịt, mà thịt nó cung cấp không đủ, bố lại tiêm hệ sinh thái, hệ kích thích vào, thuốc kích thích vào cho nó lớn, rồi là đến lúc nó lớn nhanh quá, bố bắt đầu là bán ra lại không kịp, thì bố lại giết, bố cho vào hầm lạnh, mà không may nó mất điện, thịt nó thối, thì bố lại phải nghĩ ra cái thuốc kích thích để biến thịt thối thành thịt thơm. Tức là con người nó cả một cái, nếu mà bạn nhìn thấy cả một cái chu trình của nhân duyên thì bạn thấy nó ác quá. Và cái chuyện nó xảy ra đến ngày hôm nay thì đều do con người cả thôi. Thế cho nên chúng ta hiểu cái quy luật sống như vậy thì chúng ta lựa chọn cách sống làm sao đấy mà thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chúng ta có nguồn lực, có cơ hội, nhưng điều quan trọng nhất là con người phải biết tận dụng cái cơ hội nó vừa phải thôi. Tận dụng nguồn lực nó vừa phải thôi thì mình sẽ sống được, sống nó thanh thản, nó sống nó thanh thản, nó hạnh phúc. Chứ còn tận dụng tối đa cái ánh nắng mặt trời, tận dụng tối đa cái nguồn đất đai và các sinh động, các động vật, các sinh vật được sống ở trong cái thế giới thiên nhiên này để phục vụ mình, thì vắt cạn kiệt cái nguồn lực và cơ hội, thì bản chất là cuối cùng gây ông đập lưng ông và làm cho chính cuộc sống của mình nó khổ sở.
Cho nên bạn hiểu được quy luật đấy, bạn sẽ biết tận dụng cái thời cơ nó vừa phải thôi, cũng tận dụng cái nguồn lực của mình đang có nó vừa phải thôi, thì tự khắc cuộc sống của mình nó sẽ trở nên an yên và hạnh phúc. Vậy tôi nhắc lại những cái quy luật cuộc sống gọi là quy luật vô thường. Vô thường thì có những cái quy luật sau. Một là thành trụ hoại không đối với vật chất, đối với con người là sinh lão bệnh tử, đúng không ạ? Đối với đời sống thì gọi là nhân quả, và đối với vũ trụ là thiên nhân địa. Thì chúng ta làm sao chúng ta nhìn thấy những cái quy luật đấy và ứng dụng nó vào cho đời sống để cho mình sống nhẹ nhàng, và nó tạo ra một cái hệ sinh thái bền vững giữa con người với con người, giữa con người với động vật, giữa con người với thực vật, giữa con người với lại trái đất, với mặt trời, để làm sao mà nó tạo ra được cái hạnh phúc an yên cho tất cả chúng ta. Rồi ạ, cảm ơn câu hỏi của bạn. Một câu hỏi nó rất hay, tuy rằng nó hơi chiều tượng, nó hơi vĩ mô tí. Nhiều khi một số bác nghe xong các bác bảo là mẹ, ngày mai tao phải nghiên cứu cái gì, tao có cơm ăn áo mặc, chứ bây giờ ngồi nghiên cứu cái quy luật thiên nhân địa, cái gió gì cuối cùng nó mệt ra. Đấy, thôi nhân tiện bác hỏi thì tôi trả lời, để tránh cái tình trạng là hỏi xong thầy không trả lời thì sợ lại bảo thầy ngu quá nhỉ. Rồi, liên hệ ngay Học viện CEO miền Nam, hotline 0842 424466, website cohcm.edu.vn.